À chú, xảy ra chuyện gì vậy? Mùi vừa khóc à? Tiêu đại ca, mùi thấy A Tử có cha có mẹ tốt bụng như vậy, khó khăn lắm cả nhà mới được đoàn tụ. Nhưng trong chốc lát, cốt nhục lại sắp phân ly. Mùi cảm thấy, mùi cảm thấy họ tội nghiệp quá. Tiêu đại ca cũng là vì bất đắc dĩ. Dĩ nhiên A Châu hiểu, mối thù của cha mẹ không đội trời chung, huynh làm vậy là lẽ đương nhiên. Sự việc cũng phải có cách kết thúc. Vừa rồi huynh và đoàn nhân gia đã uống 3 chung rượu, cắt đứt tình nghĩa. Đêm nay sẽ có thể quyết một trận tử chiến. Tiêu đại ca, mùi thật sự rất sợ. Mùi đừng có sợ A Châu, nhất định là tiêu đại ca sẽ bình an trở về. Từ nay chúng ta có thiếu gì cả tháng vui vẻ. Xin thêm mấy đứa con, tiểu Tiêu Phong nè, tiểu A Châu nè, cũng như bọn trẻ này vậy, nô đùa cười giỡn. Nè, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, về nhà ăn cơm. Dạ, về ăn cơm đi các con. Ăn cơm, ăn đi. Cơm. Đi con. Dạ, cha. Lát nữa con chạy cửa giùm cha nha. Được con không muốn chạy cửa nữa. A Châu, sao tối nay có nhiều đồ ăn quá vậy? Mùi muốn Tiêu đại ca ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút. Được, Tiêu đại ca uống càng nhiều rượu thì càng đánh hăng hơn. A Châu, cảm ơn mùi. A Châu, hay là cùng Tiêu đại ca uống vài chén đi. Dạ. Tiêu đại ca, thịt luộc huynh thích ăn nhất nè. Hả? Có thể cưới A Châu làm vợ là phần phước lớn nhất của Tiêu Phong này. Tiêu đại ca. A Châu, huynh có thể cùng A Châu ra quan ải thả dê một năm không? Hả? Thù của đoàn Chính Thuần có thể qua một năm nữa mới trả được không? Hả? Tiêu đại ca, A Châu không muốn rời xa huynh. A Châu rời xa huynh, huynh sẽ cô độc một mình. A Châu cũng sẽ cô độc một mình. Cho mùi sống với huynh một năm nữa đi. A Châu à, mau chóng kết thúc chuyện này, chúng ta sẽ có thể sớm ngày đến ải nhạn môn quan. Nếu mà đợi thêm một năm, Tiêu đại ca phải đến đại lý tìm đoàn Chính Thuần. Mà đại lý đoàn gia cao thủ đầy rẫy, lỡ như gặp phải một cao thủ tinh thông lục mạch thần kiếm, Tiêu đại ca sẽ khó mà ứng phó. Cũng phải, muội không nên để huynh một mình đến đại lý trả thù, để huynh cô thân xâm nhập hổ quyệt lại càng là điều không nên. Nếu như chỉ có một mình Tiêu Phong này
Cho dù Long Đàm Hữu Nguyệt huynh cũng đến một phen. Sống chết sớm đã bỏ ngoài tay. Nhưng mà bây giờ huynh đã có A Châu rồi. Tiêu đại ca sẽ chăm sóc mùi suốt đời suốt kiếp. Mạng của huynh càng đáng quý hơn nhiều. A Châu. Tiêu đại ca. Đột nhiên muội cảm thấy đau bụng quá. Có lẽ đêm nay muội không thể cùng huynh đến cầu Thanh Thạch được. Chắc là muội đã nhiễm phong hàn. Hay là muội ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiêu đại ca, muội thật sự không muốn rời xa huynh. Muội muốn cùng huynh sống trọn đời. Làm huynh cô đơn tẻ nhạt, muội có lỗi với huynh. A Châu, muội tốt cho huynh quá. Chúng ta chỉ chia tay trong chốc lát mà thôi. Đợi muội ngủ một giấc thức dậy, Tiêu đại ca sẽ mang đầu của đoàn chiến thuyền về đây. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phi ngựa tăng tốc đến Quan Ngãi, cưỡi ngựa thả di, sống một cuộc sống tự do tự tại. A Châu, Tiêu đại ca sẽ không bao giờ rời xa muội đâu. Uống trà gừng vô thấy đỡ hơn nhiều chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. A Châu, đêm nay muội cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng có ra ngoài dễ nhiễm phong hàn. Tiêu đại ca ngồi tĩnh tâm một lát lấy lại tinh thần. Tiêu đại ca. Hả? Áo của huynh bị rách rồi. Để muội giá giùm huynh. Cũng được. Cừu Phong này là một kẻ không nhà không cửa, thậm chí còn là người chủng khiết đan. Huynh đâu có tư cách sai khiến muội. Hơn nữa, trước giờ huynh chưa từng xem muội như một nô tỳ. Bởi vì chúng ta đã từng trải qua hoạn nạn. Kiều đại ca, đợi sau khi huynh tìm được kẻ thù giết cha mẹ huynh, chúng ta sẽ giống như họ vậy, không tranh dưới đời, tự do tự tại, sống một cuộc sống đơn giản đạm bạc. Đến lúc đó những chuyện ân oán giang hồ cũng bỏ mặc ngoài tai. Kiều đại ca, cuộc sống đó huynh có thích không? Sống một cuộc sống như vậy dĩ nhiên là quá tốt. Nhưng mà trước tiên huynh phải về Trung Nguyên điều tra sự thật, truy tìm xem ai là người lãnh đạo của năm đó, trả thù cho cha mẹ huynh. Cô lại muốn bỏ nhà đi chơi. Tôi không cần biết ông là Tiêu ban chủ hay Tiêu đại hiệp. Tôi thích ở thì ở, muốn đi thì đi. Ông quản được sao? Cô vẫn không biết trân trọng bản thân mình. Từ nay tôi thật sự không quản thúc cô nữa.
Nếu không phải tôi chính mắt thấy ông là Tiêu Phong á, tôi còn tưởng đâu là con nha đầu đó đã tới. Cách nói của ông giống y như người đó vậy đó. À Châu, cụ, cụ chỉ có ý tốt thôi. Vậy sao? Sao không thấy cụ tới vậy hả? Cụ đi đâu rồi? Sức khỏe của cụ không tốt, tôi không muốn cụ cảm nhiễm phong hàn. Hay quá, hay quá, hay quá. Ông trời cũng có mắt mà. Ông có biết cụ đáng ghét lắm không? Cụ hơi nhiều chuyện lẻo mép. Cụ còn có một biệt tài là một kẻ bám đuôi tôi. Cụ im đi. Ông làm gì vậy? Tôi nói cụ đâu phải nói ông đâu. Ông làm gì dữ vậy chứ? A Châu là thế tử sắp cưới của tôi, hy vọng là cô tôn trọng cổ một chút. Thấy ông là anh hùng hảo hán, tại sao ông chọn đâu không chọn lại đi chọn một ai đó bình thường làm vợ ông vậy chứ? Tiêu mổ nửa đêm đến đây là vì muốn gặp Đoàn Diên gia. Lạ thiệt, lạ thiệt nhá. Bình thường Tiêu Phong khí khái hiên ngang lắm kia mà, thần khí lắm kia mà, sao Tiêu Phong hôm nay lại có bộ mặt đau khổ như vậy? Mời Linh Tôn Đoàn Diên gia ra đi. Ông kêu tôi gọi, tôi cố tình không gọi, trừ khi như vậy. Ông xin lỗi tôi trước đi. A Tử, A Tử, không được vô lễ. Đoàn Diên gia, Tiêu Mũ mạo muội đến đây, cúi mông tha tội. Không biết Tiêu huynh đệ có gì chỉ giáo? Không dám. Nhưng Tiêu Mũ có một điều muốn khuyên. Phái Tinh Túc là bại hoại của Võ Lâm, cúi mông hai vị quản giáo nghiêm ngặt A Tử cô nương đây. Nè, rất cảm ơn sự quan tâm của Tiêu đại hiệp. Tôi sẽ khuyên Đoàn Lan đưa tôi và A Tử về đại lý. Nhưng mà có điều nó... Chuyện này ta sẽ bàn tính lại sau. À phải, Tiêu huynh đệ, nửa đêm huynh đến đây thực ra là vì chuyện gì? Mời Đoàn Diên gia ra bên ngoài nói chuyện. Ừ, được. Mời. A Tử là khuya rồi, đi ngủ đi con. À, mẹ ơi, con chưa có buồn ngủ mà. Lát nữa con sẽ ngủ, mẹ ngủ trước đi được không? Cũng được, nhưng mà đừng có khuya quá. Dạ. À, lại vậy ta. Rõ ràng hắn là Tiêu Phong mà. Ý. Tiêu huynh đệ, chúng ta đã giao ước canh ba đêm nay gặp nhau ở cầu Thanh Bạch mà. Các hạ có chuyện cần nói, sao đột nhiên đến đây? Không lẽ có biến cố gì? Bởi vì chuyện này làm cho Tiêu Mũ quả thực là rất khó xử, cho nên Tiêu Mũ mới dùng kế sách này. Nếu chủ ý của Tiêu huynh đệ đã quyết, vậy Đoàn mẫu đành phải tuân lệnh. Đoàn Diên gia quá lời rồi, Tiêu mẫu xin phép cáo luôn. Mời. Kiêu. Được đại thù, mình thực sự không thể nhịn nổi nữa. Đã đến trước một canh giờ. Xưa nay mình độc lai độc vãng, không gì vướng bận. Nhưng mà hôm nay
trong lòng mình có thêm một A Châu. A Châu, tôi đại ca hứa với mùi nhất định sẽ cùng mùi sống hết kiếp này, nhất định là như vậy. A Châu đừng sợ, tôi đại ca sẽ về với mùi nhanh thôi. Cùng ông đã đến. Phải, cuối cùng tôi đã tới. Không biết tiểu huynh đệ có gì chỉ bảo. Đoàn Dương gia, dùng ý mà đêm nay tôi hẹn ông ra đây, chẳng lẽ ông hoàn toàn không biết? Chuyện của tiêu bang chủ, lẽ nào đoàn mổ lại không biết? Tiêu Phong này là một đấng nam nhi, cả đời đều bị quỷ hoại trong tay của ông. Trong chốc lát, tôi từ Kiều Phong biến thành Tiêu Phong, từ người Hán biến thành người Khiết Đan, thân mang huyết hải thâm thù cha mẹ bị giết, và gánh thêm cả tội danh mưu sát nghĩa phụ, nghĩa mẫu và ân sư, bị người trong thiên hạ ruồng bỏ. Tất cả những thứ đó đều do ông ban cho. Năm xưa ở Nhạn Môn Quan, đoàn mổ tin lầm lời nói kẻ gian bị người ta xếp đặt, hại tính mạng của lệnh đường, làm cho lệnh tôn nhảy xuống vực tự tử. Tôi thật sự không đáng tha thứ. Nếu ông đã biết gây nên lỗi lầm, tại sao còn hãm hại nghĩa phụ tôi, phu phụ Kiều Tam Què, hại chết ân sư tôi, Quyền Khổ đại sư? Tôi thân là đại lý trấn Nam Dương, lẽ nào từ đây mất hết thanh danh, liên lụy đến tên tuổi Đoàn thị? Tôi chỉ muốn che đậy tội lỗi của năm xưa, ai ngờ sơ suất nhất thời gây nên lỗi lầm, kết cục càng lún càng sâu, không thể cứu vãn. Tôi được niệm tình ông chịu khai rõ thành thực. Đoàn Chính Thuần, ông muốn tự kết liễu hay là tiêu mổ ra tay đi? Nếu không nhờ tiêu huynh đệ ra tay cứu giúp, đoàn mổ đã bỏ mạng ở hồ Tiểu Kính rồi. Tôi giữ được mạng già, được nữ nhi A Tử nhìn nhận, cùng thế nhi đoàn tụ trong chốc lát, tất cả đều nhờ huynh ban cho. Nếu hôm nay huynh muốn lấy mạng của tôi, huynh cứ việc ra tay đi. Phận làm con cháu, mối thù cha mẹ ân sư không thể không trả. Ông giết chết cha mẹ tôi, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư tôi tổng cộng 5 mạng người. Hôm nay tôi trả cho ông 5 chưởng. Sau 5 chưởng, bất luận sống chết, mối thù của chúng ta coi như xóa sạch. Một mạng đền một chưởng, quả báo như vậy e rằng quá nhẹ. Huynh khoan dung đại lượng, chỉ dùng mạng của tôi đền bù, không hại đến tính mạng của vợ con tôi. Đại ân đại đức của tiêu huynh đệ, đoàn mổ cảm tạ tại đây. Đại thù không thể không trả. Đắc tội. Huh!
A Châu, sao lại là muội? A Châu. Tiêu đại ca, muội xin lỗi. A Châu, huynh đừng trách muội. Sao huynh lại trách muội? Huynh chỉ trách bản thân mình. Huynh hận mình đã làm như vậy. Đừng mà, hứa với muội đi, huynh đừng bao giờ làm hại bản thân mình. Tại sao? Nói cho huynh biết tại sao muội lại làm vậy đi. Huynh cởi áo của muội ra xem, xem thử bên vai trái của muội. Tiêu đại ca, từ lâu muội đã là người của huynh, huynh xem xong sẽ hiểu mà. A Châu, A Châu, huynh xem đi rồi sẽ hiểu thôi. A Châu, chữ đoạt trên vai muội có ý nghĩa gì? Lúc mẹ muội đem muội cho người ta nuôi dưỡng, mẹ đã xăm một chữ đoạt trên vai của muội. Vậy chữ đoạt này? Trên vai của A Tử cũng có chữ đoạt này, huynh có thấy không? Hôm đó huynh không tiện xem. Chữ đoàn của A Tử giống chữ đoàn của muội. Cũng tức là nói muội cũng là con của Đoàn Chính Thuần. Sao trên trời chiếu lấp lánh, mãi soi sáng trường an ninh. Trúc bên hồ bìm điệp kêu, báo bình an thật vui vẻ. Trên miếng kim tỏa của A Tử đã khắc 12 chữ này, ứng một cặp với cái của muội. Thì ra A Tử là em của muội. Hèn gì muội đã nhiều lần che chở cho nó. Để tôi đại ca lập tức chữa trị giùm muội. Đừng mà, huynh để cho muội nói rõ đã, nếu không sẽ không kịp nữa. Vậy được, muội nói mau đi. Tiêu đại ca, huynh tốt với muội quá. Hôm đó muội quay lại nghe lén cha mẹ và A Tử nói chuyện, muội mới biết được thì ra cha đã có thê thất ở Đại Lý từ lâu. Bất đắc dĩ mẹ của muội mới để bọn muội cho người ta nuôi, nhưng người nuôi dưỡng muội chỉ biết mẹ của muội họ Nguyễn. Thì ra muội họ Đoàn. A Châu, muội thực sự quá tội nghiệp. Huynh cũng vậy. Hôm đó ở rừng Hạnh Tử, nghe người ta nói thân thế của huynh, muội cũng thấy khó chịu lắm. Tiêu đại ca, thật ra chúng ta cũng cùng đau khổ như nhau. Ông trời ơi, ông nhẫn tâm lắm. Tiêu đại ca, muội đã giả dạng huynh đi gặp cha muội, nói cho cha muội biết huynh có chuyện phải đi gấp, hủy bỏ cuộc hẹn ở cầu Thanh Thạch. Cho dù có hiềm khích gì, huynh cũng phải xóa bỏ. A Châu, sao muội lại khờ quá vậy? Nếu như huynh biết Đoàn Chính Thuần là cha của muội thì huynh sẽ... Huynh sẽ bỏ ý định trả thù sao? Những người đó đều là người thân nhất của huynh. Muội biết, nếu muội năn nỉ huynh,
huynh sẽ hứa với muội, nhưng huynh sẽ yên tâm được sao? Để huynh suốt đời không yên lòng, A Châu không nhẫn tâm. Nếu vậy muội cũng có thể nói cha muội rời khỏi nơi này mà. Muội cũng có nghĩ tới, muội muốn kêu cha trở về Đại Lý, nhưng trước sau gì cũng không tránh khỏi, sau này huynh cũng sẽ giết cha thôi. Cho nên muội tình nguyện chịu chết thay cho cha của muội. Muội muốn huynh biết, nhiều khi một người làm sai chuyện gì có thể nói ý trời là vậy. Cũng như huynh, rõ ràng huynh không muốn làm hại muội, nhưng huynh cũng đánh muội một chưởng. Năm xưa cha muội hại chết cha mẹ huynh cũng chỉ là vô tình gây nên lỗi lầm thôi. Không phải đâu, muội làm vậy không phải vì cha muội, muội chỉ vì huynh thôi. A Châu, muội sợ là sau khi huynh giết cha muội gây nên mối thù sâu nặng, mà lục mạch thần kiếm của Đoàn Gia lợi hại khó lường, không có cách phá giải được. Muội lo cho huynh, cho nên tình nguyện xả mạng vì huynh. Tiêu đại ca, lẽ ra A Châu muốn sống với huynh suốt đời suốt kiếp, đáng tiếc không như ý người. Không đâu A Châu, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện. Mình sẽ đến Quan Ải cưỡi ngựa thả di, mình sẽ sinh con đẻ cái. A Châu, A Châu, A Châu à, muội cố gắng lên. A Châu, huynh đừng lãng phí chân khí của mình nữa. Tiêu đại ca, hứa với A Châu một chuyện đi. Cho dù là một ngàn chuyện, một vạn chuyện, huynh cũng hứa với muội. A Tử là muội muội ruột của muội, đáng tiếc nó lầm đường lỡ bước. Hứa với muội chăm sóc nó thật tốt giùm muội. Muội yên tâm, huynh hứa với muội, muội là tỷ tỷ của nó, huynh là tỷ phu của nó, từ nay huynh sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Tỷ tỷ cái gì, tỷ phu cái gì, không biết xấu hổ. A Tử, chị cô gọi cô kìa, còn không mau qua đây nhìn cổ. Cậu nói là tỷ của tôi tin sao chứ, không biết thật hay giả. A Tử, còn không mau qua đi. Qua thì qua. Từ nay Tiêu đại ca sẽ chăm sóc cho muội. Để nhìn mặt ổng kìa, giờ muốn nước sống tôi dày mặt mày hung dữ, ai cần ổng chăm sóc chứ. A Châu, A Châu, A Châu, A Châu. Tỷ ấy chết rồi, ông đánh chết tỷ tỷ của tôi, ông đánh chết tỷ ấy rồi. Tôi đã giết chết tỷ tỷ cô, tôi đã giết chết A Châu. Đừng, đừng mà, đừng. Cô hãy giết tôi đi, để trả thù cho tỷ tỷ cô đi. Cô hãy mau giết tôi đi. Đừng, đừng tới gần của tôi. Cô giết tôi đi, trả thù cho tỷ tỷ cô. Mau giết đừng tôi mà đi. Trong người của cô có âm khí, có độc châm mà. Cô mau lấy ra giết tôi đi, mau lấy ra giết tôi đi. Đừng, đừng tới gần tôi. Giết tôi đi mà. Thank you.
A Châu, muội không thể chết, muội không thể nào chết được. Tiêu đại ca không thể để cho muội chết được. Cha, mẹ, mau ra đây đi. Cha, mẹ. A Tử con làm gì vậy? A Tử à, bên ngoài đang mưa to, con đi đâu về vậy hả? Kỳ Phong giết chết A Châu, giết chết tỷ tỷ của con, con muốn giết con nữa. Ê, con nói gì vậy? A Châu cái gì, tỷ tỷ con cái gì? A Châu là tỷ tỷ của con, A Châu là tỷ tỷ của con đó. Con đã lắng nghe được, thì ra Kỳ Phong muốn giết không phải là A Châu tỷ tỷ, mà chính là cha. Sao A Châu là tỷ tỷ của con được? Con đừng có gạt mẹ nha. Ê, con càng nói càng hồ đồ. Tại sao Kiều Phong lại muốn giết cha chứ? Thì ra hôm qua người đến tìm cha không phải là Kiều Phong, mà là A Châu tỷ tỷ đó. Con càng nói cha càng không hiểu, thực ra con đang nói cái gì? Hôm đó con ngửi được mùi thơm trên người của hắn, mới biết được là A Châu tỷ tỷ, không phải là Kiều Phong. A Tử, con bình tĩnh kể lại cho cha biết, thực ra chuyện này là như thế nào. Lúc đó con rất là hiếu kỳ, cho nên con âm thầm theo dõi tên Kiều Phong đến tìm cha. Con muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hả? Không ngờ sau khi cải trang thành Kiều Phong lại cải trang thành tướng mạo của cha, đến cầu Thanh Thạch đi gặp Kiều Phong thật sự. A Châu, muội không thể chết được. A Châu, A Châu, muội không thể chết được, muội không thể nào chết được, muội không thể nào chết được. Muội phải cứu sống muội, muội phải cứu sống muội, muội không thể nào chết được, muội không thể nào chết được mà, muội không thể nào chết được, muội không thể nào chết được. A Châu. Sau đó Kiều Phong muốn giết luôn con. Sau đó con lập tức trở về tìm cha mẹ. Cha không cần biết hắn là Kiều Phong hay là Tiêu Phong, thực chất hắn chỉ mới gặp cha lần đầu, không thù oán gì hết. Tại sao nhất định phải giết chết cha chứ? Mạng của A Châu thật là khổ, luôn cả cha mẹ của mình cũng không thể nhận lại được, sao tự nhiên lại chết oan như vậy? A Châu, mẹ có lỗi với con. Tình Trúc, cô đừng nói vậy. Người có lỗi với A Châu thực chất là huynh, nhưng mà huynh thật không hiểu tại sao phải bắt con gái của huynh chết thay huynh chứ. Con chỉ nghe hắn nói cha giết cha mẹ của hắn, rồi giết nghĩa phụ nghĩa mẫu, sau đó còn giết luôn ân sư của hắn nữa. Con không nhớ là đại sư gì đó. Tóm lại mối thù này nhất định phải trả. Thực chất cha không biết cha mẹ của hắn, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ân sư là những người nào. Tại sao hắn lại kết mối thù sâu nặng với Đoàn Chính Thuần này? Tại sao? Còn trả thù cái gì? Tình Trúc, Đoàn Lan, huynh đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù huynh và Tiêu Phong có thù hay không, thì huynh cũng nên về đại lý lánh mặt trước đã. Mai mốt từ từ làm sáng tỏ sao? Hả? Phải đó cha. Tên Kiều Phong đó lợi hại lắm nha. Một chưởng của hắn đã đến A Châu tỷ tỷ tan xương nát thịt, ngũ tạng dập nát. Nếu cha không đi, hắn sẽ đánh cha đến đứt hết gân mạch, thê thảm vô cùng đó. A Tử à, đừng nói nữa. Không được, giá nào huynh cũng không để cho con gái huynh A Châu chết oan. Cho dù thế nào huynh cũng phải tìm Kiều Phong hỏi rõ ràng. Đoàn Lan, Đoàn Lan, Đoàn Lan à, Đoàn Lan,
Huynh đừng đi mà. Ra đoàn mộ có chỗ nào đắc tội? Sao lại bắt con gái tôi phải chịu tội thay tôi? Thấy chưa, con đâu có gạt cha đâu, hắn đánh chết tỷ tỷ rồi đó. Đoàn Dương Gia, cho dù ông có lỗi làm gì, bây giờ đã không còn quan trọng rồi. A Châu đã tình nguyện chết thay ông, Tiêu Mẫu cũng không còn muốn trả thù gì nữa. To gan, Quỳnh nói vậy là quá kinh thường đoàn chính thuần này. Nếu như đoàn mẫu này có tội lỗi gì, tôi sẽ gánh tội một mình, tuyệt đối không để con gái tôi gánh chịu tội lỗi thay tôi. A Châu, A Châu đã chết, chính tay tôi đã giết chết cổ. Đoàn Dương Gia, tôi đã giết con gái ông, ông hãy giết tôi trả thù cho con ông đi. Tiêu Mẫu quyết không đánh trả đâu. À, cha ơi cha, cha nhìn hắn kìa, làm như điên rồi đó. Cha mặc kệ hắn đi. Ông hãy lập tức giết tôi đi. Ông hãy ra tay giết tôi đi Đoàn Dương Gia, hãy giết tôi đi. Tiêu Phong, Quỳnh hiểu lầm đoàn chính thuần này cũng không sao, nhưng con gái ta tuyệt đối không thể chết oan. Tin rằng chuyện này nhất định có sự hiểu lầm. Quỳnh nên vào trong nói rõ tất cả mọi chuyện mới quyết trận sinh tử với ta. Ba mươi năm trước trận chiến ở Nhạn Môn Quan, Đoàn Mẫu đang ở Đại Lý, không có tham dự vào chuyện này. Ông nói ông không phải là đại ca lãnh đạo của năm xưa. Dĩ nhiên rồi, võ lâm trung nguyên nhân tài đầy rẫy, lẽ nào lại để một kẻ ngoại bang Đại Lý đứng ra lãnh đạo? Ông từng đích thân thừa nhận, nói là năm xưa đã phạm một sai lầm hối hận không kịp, hại một đứa bé suốt đời không nên nương tựa mà. Đứa bé đó chính là một trong các con gái của tôi, A Châu. Tôi sinh mà không dạy, tôi thật hổ thẹn phận làm cha. Cô nhi mà ông nói không phải là tôi, tại sao ông lại thừa nhận hành vi của mình bất chính, nhiều lần tái phạm gây nên rất nhiều tội lỗi? Đoàn Mẫu khó mà khống chế, tôi gặp người nào thì yêu người đó, làm cho mấy cô gái suốt đời phải đau khổ vì tôi, cũng hại mấy đứa bé không có cha nuôi dưỡng suốt đời cô độc. Tất cả đều là ý nghĩ tự trách của Đoàn Mẫu. Chuyện xấu trước khi mộng đã nói, là những chuyện này sau